Hôm nay em xin trình bày bài kỹ thuật sinh thiết nội soi âm lạnh qua nội soi phế quản, cryobiopsy. Về lịch sử của nội soi âm lạnh, thì ban đầu kỹ thuật nội soi âm lạnh này được áp dụng cho phẫu thuật thần kinh nhằm làm đông lạnh nhanh tổ chức và phẫu thuật để làm giảm tỷ lệ chảy máu. Và kỹ thuật áp lạnh qua nội soi phế quản được áp dụng lần đầu tiên năm 1968 bởi Gagan để điều trị những khối u ở trong lòng phế quản qua nội soi phế quản ống cứng. Và kỹ thuật áp lạnh sử dụng qua nội soi phế quản ống mềm được thực hiện từ năm 1994. Kỹ thuật này được thực hiện để điều trị các tổn thương ở trong lòng phế quản lành tính hoặc ác tính, hoặc sinh thiết các tổn thương ở trong lòng phế quản, hoặc là lấy dị vật ở trong lòng phế quản hoặc cầm máu ở trong lòng phế quản như bài báo cáo trước đó. Về kỹ thuật sinh thiết áp lạnh xuyên thành phế quản thì được phát triển từ cuối những năm thập niên 2000. Kỹ thuật này để thực hiện dựa trên sự an toàn và tính hiệu quả của kỹ thuật áp lạnh trước đó. Về sơ lược về kỹ thuật sinh thiết áp lạnh là quá trình làm đông lạnh mô tổ chức bằng chất làm lạnh lỏng. Và quá trình làm lạnh như thế này sẽ làm bảo quản được mô để đảm bảo cho quá trình phân tích mô bệnh học và hóa mô miễn dịch sau này. Về ưu điểm của kỹ thuật này thì trước đây thì đối với các trường hợp tổn thương ở trong lan tỏa của phổi, đặc biệt tổn thương phổi kẽ hoặc bệnh sơ phổi kẽ vô căn, thì chẩn đoán chủ yếu dựa vào hai phương pháp, một là sinh thiết qua nội soi phế quản thông thường và thứ hai là phẫu thuật nội soi sinh thiết. Thì đối với kỹ thuật phẫu thuật nội soi thì mảnh sinh thiết thường rất lớn và hiệu quả chẩn đoán rất cao. Tuy nhiên kỹ thuật này cũng có nhiều nhược điểm là có thể có nhiều tai biến và biến chứng và không thể thực hiện được trên tất cả các bệnh nhân. Còn đối với những kỹ thuật nội soi phế quản sinh thiết qua ống mềm thông thường thì chúng ta thấy mảnh sinh thiết thường rất là nhỏ, kích thước từ 1 đến 3 mm thôi. Nên chính vì vậy là cái hiệu quả chẩn đoán không cao. Đối với nội soi sinh thiết áp lạnh thì mảnh sinh thiết thường rất to. Và thứ hai là kỹ thuật này cũng ít xâm lấn hơn so với phẫu thuật nội soi. Chính vì vậy hiện tại kỹ thuật nội soi sinh thiết áp lạnh xuyên thành là một biện pháp đang được coi là thay thế cho sinh thiết phổi bằng phẫu thuật để chẩn đoán các bệnh phổi kẽ. Về cơ chế của sinh thiết áp lạnh, khi chúng ta đưa kìm sinh thiết áp lạnh được đưa qua kênh sinh thiết của ống nội soi đến tổ chức cần sinh thiết, sau đó chất làm lạnh được đưa xuống catheter ở đầu ống soi và đầu kìm sinh thiết bằng kim loại, và đầu kim loại được làm lạnh rất nhanh theo cơ hiệu ứng Joule-Thomson. Về tại đầu kim loại này thì nhiệt độ làm lạnh có thể đạt đến âm 79 độ C khi mà sử dụng CO2 hoặc là đến âm 89 độ C khi sử dụng li tơ lỏng. Và tổ chức sinh thiết bị đông lạnh lại tại đầu kìm sinh thiết, dính vào đầu kìm sinh thiết. Sau đó khi chúng ta rút kìm sinh thiết ra thì chúng ta sẽ được tổ chức mô bệnh. Trên đây là video về làm lạnh tổn thương ở trong lòng phế quản. Về chỉ định của kỹ thuật sinh thiết lạnh xuyên thành phế quản, chỉ định hàng đầu để nội soi sinh thiết là những bệnh nhân có định hướng chẩn đoán lâm sàng và cắt lớp vi tính, nghĩ đến tổn thương kẽ lan tỏa phổi, đặc biệt bệnh phổi sơ phổi kẽ vô căn. Ngoài ra các bệnh nhân có những tổn thương ở trong lòng phế tổn thương phổi lan tỏa như trong lao tản mạn hoặc trong ung thư phổi thứ phát. Và kỹ thuật này cũng thực hiện cho những bệnh nhân có tổn thương ở trong lòng phế quản, nhưng hiện nay chỉ định cho các tổn thương trong lòng phế quản ít hơn. Về chống chỉ định thì kỹ thuật nội soi sinh thiết xuyên thành phế quản thì áp lạnh thì không áp dụng cho những bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng với tiểu cầu nhỏ hơn 50 GG/L hoặc prothrombin nhỏ hơn 60%, hoặc là bệnh nhân đang được dùng các thuốc chống đông. Thứ hai là những bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn nặng với thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên nhỏ hơn 50% số lý thuyết, dung tích sống thở mạnh nhỏ hơn 50%, hoặc là những bệnh nhân có rối loạn trao đổi khí với DLCO nhỏ hơn 35%. Các bệnh nhân có tăng áp động mạch phổi nặng trên 40 mm thủy ngân, và những bệnh nhân đang có suy hô hấp có phân áp oxy nhỏ hơn 60 mm thủy ngân. Hoặc ngoài ra cũng có, kỹ thuật này cũng có chống chỉ định với những bệnh nhân có chống chỉ định với nội soi phế quản thông thường. Về chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bệnh nhân. Chuẩn bị phương tiện và dụng cụ
Và bệnh nhân thì tương tự như kỹ thuật nội soi sinh thiết thông thường, tuy nhiên bệnh nhân nên được gây mê và đặt nội khí quản hoặc nội soi phế quản ống cứng và các phương tiện dụng cụ để phục vụ cho quá trình sinh thiết lỏng lạnh, là bao gồm bình ly tơ lỏng, thứ hai là cái máy áp lạnh và thứ ba là sông áp lạnh. Về các bước để tiến hành thủ thuật, đầu tiên chúng ta nội soi để đánh giá toàn bộ cây phế quản. Sau đó nếu phát hiện có tổn thương ở trong lòng phế quản thì đưa kiểm sinh dẫn ni tơ lỏng áp vào vị trí tổn thương và làm lạnh tổ chức trong vòng 3 đến 6 giây. Sau đó chúng ta rút kìm sinh thiết ra để lấy tổ chức cố định bệnh phẩm để làm mô bệnh học. Đối với các bệnh có tổn thương lan tỏa ở hai ống phổi, chúng ta đưa đầu ống soi đến vị trí phế quản, chúng ta định sinh thiết xuyên thành, sau đó đẩy kìm ra đến ngoài ngoại vi ra vị trí tổn thương và làm lạnh tổ chức trong vòng 3 đến 6 giây và sau đó rút kìm sinh thiết ra để lấy mảnh sinh thiết làm mô bệnh học. Sau khi sinh thiết lạnh, áp lạnh, chúng ta kiểm tra các tai biến và biến chứng của thủ thuật. Trên hình ảnh là hai trường hợp có sinh thiết áp lạnh. Trường hợp thứ nhất là tổn thương có ở trong lòng phế quản, chúng ta áp. Chúng ta áp kìm sinh thiết lạnh vào tại vị trí tổn thương và sau đó chúng ta lấy tổn thương ra ngoài. Với những trường hợp mà có tổn thương lan tỏa hai phổi, đây là một trường hợp sinh thiết áp lạnh để lấy tổn thương ở sinh thiết xuyên thành. Đầu tiên đưa kìm sinh thiết ra sát thành ngực của bệnh nhân, sau đó rút kìm sinh thiết rút kìm ra khoảng 1,5 đến 2 cm và tiến hành áp lạnh và sau đó lấy, rút kìm ra để lấy tổ chức sinh. Trên thế giới hiện tại có rất nhiều cái kỹ thuật và nhiều nghiên cứu về sinh thiết áp lạnh và các kỹ thuật này được áp dụng rất đa dạng. Như kỹ thuật có thể thực hiện trên bệnh nhân được đặt nội khí quản hoặc có thể soi qua nội soi phế quản ống cứng với nhiều mức độ. Bệnh nhân có thể gây mê hoặc có thể bệnh nhân chỉ gây mê tĩnh mạch hoặc có thể bệnh nhân chỉ ngủ sâu. Thứ hai, khi sinh thiết xuyên thành có thể sinh thiết dưới hướng dẫn của nội soi siêu âm và có thể dưới hướng dẫn của màn tăng sáng, hoặc là sau khi sinh thiết bệnh nhân có thể được sử dụng bóng để cầm máu hoặc có thể không. Các chất làm lạnh có thể sử dụng chất làm lạnh của chúng ta có thể sử dụng bằng CO2 hoặc là ni tơ lỏng, và đầu kìm sinh thiết thì có thể kích thước đa dạng từ 1,9 đến 2,6 mm và sinh thiết có thể ở một hoặc nhiều vị trí hoặc có thể một bên hoặc hai bên tùy từng nghiên cứu. Về việc theo dõi sau thủ thuật, việc theo dõi sau khi thực hiện thủ thuật nội soi sinh thiết áp lạnh xuyên thành phế quản thì chúng ta cũng theo dõi như tương tự như nội soi sinh thiết phế quản thông thường. Tuy nhiên, đối với kỹ thuật này chúng ta cần lưu ý đến theo dõi những biến chứng muộn sau khi sinh thiết liên quan đến quá trình hoại tử của sinh thiết áp lạnh. Thường là các biến chứng muộn xảy ra sau 8 đến 10 ngày, như bệnh nhân có thể có tắc nghẽn đường thở hoặc có hiện tượng chảy máu sau sinh thiết. Về việc sử dụng corticoid ở trong quá trình sau khi thủ thuật thì chúng ta chỉ sử dụng khi có phù nề đường thở, tức là bệnh nhân sau khi sinh thiết xong thì có triệu chứng khó thở, chúng ta có thể nghe thấy rít ở phổi. Trong trường hợp này chúng ta có thể dùng corticoid với liều từ chống viêm từ 0,5 đến 1 mg trên gram trong 24 giờ. Chúng ta thường dùng vào buổi sáng và khi nào ổn định chúng ta có thể cắt mà không cần giảm liều. Đối với dùng kháng sinh thì chúng ta chỉ sử dụng khi có bội nhiễm sau khi làm thủ thuật, chúng ta có thể dùng macrolide hoặc dùng cephalosporin thứ 2-3. Về việc nội soi phế quản kiểm tra lại, đây là một quá trình cần phải thực hiện để chúng ta để kiểm soát đường thở sau khi sinh thiết. Kỹ thuật nội soi phế quản lại thường thực hiện vào ngày thứ 8 đến ngày thứ 10 sau khi sinh thiết để kiểm soát đường thở. Nếu mà có những tổ chức hoại tử làm tắc nghẽn đường thở, chúng ta có thể lấy tổ chức hoại tử ra để thông thoáng đường thở. Về hiệu quả kỹ thuật, ở trên hình ảnh là hình so sánh mảnh sinh thiết xuyên thành thông thường so với mảnh sinh thiết áp lạnh, thì chúng ta có thể nhìn thấy là mảnh sinh thiết của nội soi sinh thiết áp lạnh thì rất là to, kích thước có thể gấp 3 đến gấp 4 lần nội soi mảnh sinh thiết thông thường. Kích thước mảnh sinh thiết có thể đạt từ 7 đến 10 mm, như vậy vì vậy cái hiệu quả của quá trình kỹ thuật tăng lên. Về hiệu quả kỹ thuật thì trên thế giới trong khoảng 10 năm nay thì có rất nhiều các nghiên cứu để đã nghiên cứu về hiệu quả của kỹ thuật nội soi phế quản sinh thiết áp lạnh, mà
qua các phân tích, các nghiên cứu thì chúng ta có thể thấy là hiệu quả chẩn đoán của nội soi sinh thiết âm lạnh thì tương đương với phẫu thuật nội soi sinh thiết và cao hơn rõ rệt so với sinh thiết phế quản thông thường. Như trên bảng là có một số nghiên cứu mà tiêu biểu với số lượng bệnh nhân khá là nhiều. Như nghiên cứu của Pajet và Cộng sự năm 2014 trên 77 bệnh nhân khi so sánh biện pháp nội soi sinh thiết xuyên thành phế quản thông thường với nội soi sinh thiết áp lạnh thì tỷ lệ chẩn đoán của nội soi sinh thiết áp lạnh là 51,3% so với 29,1% so với sinh thiết thông thường với P nhỏ hơn 0,05. Với nghiên cứu của Gangara và Cộng sự thì trên 916 bệnh nhân thì cũng thấy là kết quả hiệu quả chẩn đoán của nội soi sinh thiết áp lạnh cao hơn, có ý nghĩa thống kê. Và nghiên cứu của đặc biệt trong nghiên cứu của Doria trên 1.183 bệnh nhân thì tỷ lệ chẩn đoán của bệnh nhân được sinh thiết áp lạnh lên 86,3% so với 56,5% với P nhỏ hơn 0,01. Và trong nghiên cứu của Tomasetti thì cũng so sánh với phẫu thuật thì chúng ta thấy là hiệu quả chẩn đoán của hai phương pháp này tương tự nhau. Và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả chẩn đoán cũng có tỷ lệ thuận với số lượng mảnh sinh thiết với số bên sinh thiết. Ví dụ như ở trong nghiên cứu của Ravadiya trên 689 bệnh nhân so sánh khi sinh thiết áp lạnh ở một và hai bên thì chúng ta có thể thấy là khi sinh thiết hai bên thì tỷ lệ chẩn đoán tăng lên đến 93,4% so với 65,9% với P bằng 0,01. Về các tai biến chứng của thủ thuật thì qua các nghiên cứu cũng đều nhận thấy là về kỹ thuật tương đối an toàn với tỷ lệ tai biến chứng thấp, với tỷ lệ tai biến chứng thì đạt chỉ khoảng dưới 5%. Các tai biến thường hay gặp nhất là chảy máu và phù nề, tắc nghẽn đường thở. Ngoài ra tỷ lệ bệnh nhân có tràn khí màng phổi cũng hay gặp. Cá biệt có những nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ tràn khí màng phổi lên đến 20%. Ngoài ra có một số biến chứng khác như ví dụ phù nề đường thở hoặc những thủng hoặc thủng đường thở vân vân. Tuy nhiên cái tỷ lệ thủng đường thở thì thấp hơn rất nhiều so với những biện pháp sinh thiết bằng sau khi đốt laser hoặc đốt điện. Và các biến chứng này thì trong các nghiên cứu cũng cho thấy là tỷ lệ biến chứng thì, và mức độ nặng của biến chứng thì có tỷ lệ thuận so với cái số lượng mảnh sinh thiết cũng như là số bên sinh thiết và số lần sinh thiết. Về biến chứng chảy máu, đây là một biến chứng hay gặp nhất ở trong nội soi sinh thiết áp lạnh. Thì trong nghiên cứu của Hessen và Cộng sự cho thấy là tỷ lệ biến chứng của chảy máu sau sinh thiết áp lạnh thường cao hơn với sinh thiết xuyên thành phế quản truyền thống, kể cả về tỷ lệ cũng như mức độ chảy máu ở từng nhóm bệnh nhân. Và các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự với tỷ lệ chảy máu thường cao hơn các nghiên cứu về nội soi sinh thiết xuyên thành thông thường, với tỷ lệ chảy máu là khoảng dưới 5, trung bình khoảng 5%. Và việc sự chảy máu của bệnh nhân sau sinh thiết áp lạnh thì thường lại chảy máu muộn và thường ở ngày 1 đến 2 tuần sau khi sinh thiết. Và việc xử trí chảy máu này chúng ta có thể xử trí, nếu mà bệnh nhân chảy máu ngay ở trong quá trình làm thủ thuật, chúng ta có thể sử dụng bóng để bóng Fogarty để chèn, hoặc chúng ta có thể bơm nước muối lạnh và có thể bơm co mạch tại chỗ. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm các thuốc cầm máu ở trên lâm sàng. Nếu mà trường hợp bệnh nhân vẫn chảy máu nặng thì chúng ta có thể là sử dụng các biện pháp như nút phế quản hoặc là bơm keo sinh học để làm cầm máu tại chỗ. Về các điểm lưu ý của kỹ thuật nội soi sinh thiết lạnh thì hiện tại thì kỹ thuật nội soi sinh thiết lạnh đang được phát triển để chẩn đoán các bệnh phổi kẽ mà chúng ta đang rất quan tâm đến việc chẩn đoán và điều trị nhóm bệnh này. Vì vậy cái hiệu quả chẩn đoán và giảm tai biến trong quá trình thực hiện thủ thuật được quan tâm đến hàng đầu. Nhưng mà như chúng ta cũng biết là với để tăng tỷ lệ chẩn đoán cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải sinh thiết nhiều mảnh lên, thì đồng nghĩa việc nguy cơ của các tai biến chứng nó tăng lên. Vì vậy chúng ta cần phải kiểm soát biến chứng và tai biến tốt. Thì như chúng ta đã biết, cái mảnh sinh thiết thì rất là lớn, thường là lớn hơn cái đường kính của kênh hoạt động của ống soi. Chính vì vậy khi
để chúng ta sinh thức được nhiều mảnh hoặc là thực hiện nhiều lần thì chúng ta nên cho bệnh nhân soi nội soi qua nội soi phế quản ống cứng hoặc là qua ống nội soi ống nội khí quản. Như vậy chúng ta có thể thực hiện dễ dàng nhiều lần sinh thiết. Đồng thời qua ống nội soi ống cứng hoặc là qua cái ống nội khí quản, chúng ta có thể đặt sẵn bóng Fogarty để khi mà bệnh nhân có biến chứng chảy máu nặng, chúng ta có thể chèn bóng ngay tại chỗ. Ngoài ra để giảm tai biến biến chứng tràn khí măng phổi thì chúng ta cần thực hiện sinh thiết ở vị trí tổn thương vị trí của phổi cách thành ngực, tức là cách màng phổi tạng khoảng 1,5 đến 2 cm. Để làm được chính xác, để biết chính xác vị trí đó thì chúng ta cần cho bệnh nhân được nội soi sinh thiết áp lạnh ở dưới mà tăng sáng để chúng ta xác định được vị trí. Như trên đây là việc sử trên video là sử dụng bóng Fogarty để chúng ta cầm máu cho bệnh nhân. Thì khi mà rút kìm sinh thiết ra thì sẽ bơm bóng Fogarty lên về để chèn vào cái vị trí lỗ phế quản cần sinh thiết. Vừa sinh thiết xong, khi mà kiểm soát được triệu chứng chảy máu của bệnh nhân thì chúng ta sẽ làm xẹp bóng lại và tiếp tục sinh thiết lần tiếp theo. Đấy. Sau khi chèn bóng xong thì kiểm soát lại đường thở thì chúng ta không thấy chảy máu và chúng ta có thể thực hiện tiếp được bước tiếp theo của thủ thuật. Còn trên video này hình ảnh của sinh thiết xuyên thành phế quản dưới hướng dẫn của màn tăng sáng. Khi kìm sinh thiết ra sát màng phổi tạng, tiến hành rút kìm lại khoảng 1,5 đến 2 cm, sau đó áp lạnh và tiến hành rút ra để lấy mảnh sinh thiết. Vậy qua tổng hợp các nghiên cứu về kỹ thuật nội soi sinh thiết áp lạnh và một số kết luận được rút ra như sau. Thứ nhất là nội soi sinh thiết áp lạnh là biện pháp chẩn đoán có hiệu quả cho những bệnh nhân có tổn thương phổi lan tỏa, đặc biệt hiện tại là bệnh sơ phổi kẽ vô căn. Và việc để thực hiện kỹ thuật cần có việc trang bị chuyên dụng và các bác sĩ đào tạo chuyên sâu về nội soi kết hợp với bác sĩ gây mê hồi sức để thực hiện trong quá trình làm thủ thuật. Kỹ thuật thì tương đối an toàn, tuy nhiên chúng ta cần lưu ý các biến chứng muộn, đặc biệt là biến chứng chảy máu muộn sau kỹ thuật. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các bạn.